Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay HTM có đầu tháng, HTM có tổ chức là cái event mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn cái guild này một tí. Chung là hôm nay là cái event, một cái event nhẹ nhẹ. HTM là ở thuộc K330 đó. Thì guild fake mình đang ở hạt bên K348, nhưng mà tại vì qua đây tham gia event guild là hiện đại, tại vì cái đại hội văn phái á, thì trước là bỏ hai đợt á, nên bị tụt hạng xuống. Bỏ hai đợt là vụ nghỉ tết này kia đó, lễ thì guild cho bỏ, chia guild cho nghỉ luôn đó. Thì đây là cái phần điểm của GF nha. Đây thì một ngày các bạn yêu cầu là săn 5 quái 2 một ngày, với tỷ lệ là 1 quái 3 cộng là 3 quái 2. Cái tỷ lệ là 1 quái 3 thì nói chung là săn 5 quái 2 cũng được bình thường, nó không có theo cái tỷ lệ cái này. Nhưng mà 1 quái 3 là bằng 3 quái 2 thôi nha. Cái này bằng chết auto và reset lúc 0 giờ. Thì cái kiểu như bạn nào đủ khả năng săn với làm được GF thì các bạn cứ nộp đơn và mail trực tiếp cho R5. Thì ở đây cũng vừa kết thúc đại hội văn phái nên view sẽ không duyệt đơn nha. Không được kiểu như không được tấn công cái mỏ, không được tấn công mỏ nha. Do not này, cắt rồi đấy thì không được tấn công mỏ, nhưng mà được cướp quái thoải mái các bạn, trừ những bang liên minh thôi. Còn ra rừng arena là kiểu như đấu trường rồng thì các bạn là 10 giờ đó. Event 5 quái 3, đây là cái event mình đang tham gia đây, thì là đầu ngày 1, đầu tháng, ngày đầu tiên thì của mỗi tháng à. Đó thì có cái event là 5 quái 3 mình đang tham gia, và là cái tỷ lệ là 1 quái 4 bằng 3 quái 3, cũng như là 1 con quái 5 thì bằng là 3 con quái 4 bằng 9 con quái 3 đó. Ở đây tỷ lệ nó cũng hơi khác so với một số bang khác, kiểu như một số bang thì là 1 quái 3 thì bằng 4 quái 2, ở đây thì một quái 5 thì bằng 2 quái 4 gì đó, nhưng mà ở đây nó khác tí. Nên mình giới thiệu sơ sơ đó. Sớm giờ thì nói chung cả sớm giờ nó cũng trên hơn 200 hộp. Chưa, mọi người chưa tới giờ nên không có tham gia kiểu như quái 5, học quái 5, quái 4 nhiều, nhưng mà có chết auto đàng hoàng các bạn. Nếu mà những cái trường hợp mà vào mà không săn á thì có thể là bị phạt đó, phạt tính là R5 rồi, phạt tiền luôn á. Đây R5 nào, ai không săn là bắt phạt tiền luôn đó. Còn những hạt mà đi vào hết hợp á, cái trường hợp mà có vào hết hợp thì các bạn đi săn thì thường cũng có cái trường hợp mà vào hết hợp á, nó cũng có các bạn. Nhưng mà sau khi các bạn bảo đảm với các bạn là đi một lần một là không có vào được lần hai luôn. Khi mà các bạn là đi mà vào hết hợp, người ta chết mà không thấy bạn săn một con nào, hay là một hai con quái thiếu quái đó, nợ quái thì có thể, nhưng mà cái trường hợp mà không săn quái vào người ta chết mà đó, thì người ta sẽ có cái lệnh để mà khóa cái ID bạn lại, là bảo đảm với các bạn khi mà lỡ R4 nào mà có vô tình duyệt đơn thôi, trong vòng một hai giây là các bạn bị đá ra ngay đó. Thì cái ạc mà quản lý là cái ạc chết á, nó sẽ tự động đá các bạn ra. Đó là có cái lệnh đàng hoàng nha. Hồi đó mình có cài đó, giờ mình đá một số người, mình nhớ là Blacklist gì đó, mình không nhớ, tự lâu lắm cái tên, nó nhập cái tên thì nó khóa cái ID bạn luôn. Cái trường hợp mà không săn là không, kiểu như ít lắm. Thì nè, có cái tỷ lệ này hồi sớm giờ nè, cũng thiếu thôi. Nói nhiều quá, nãy giờ nói hơi nhiều rồi. Mình bắt đầu mình mới săn hai con quái ba, nói chung là ba ạc, mình tham gia ba ạc nhưng mà chưa ạc nào đủ quái hết, nên mình đang quay lại để chứng minh luôn. Hai con quái ba nè, thì mình định là một con quái bốn thì bằng ba con quái ba, mình săn thêm một con quái bốn nữa các bạn. Ở đây mình xài hết rồi, lỡ quên bà nó hôm nay cái event rồi săn mất tiêu con bếp bộ, con báo, có con báo mà không săn, nên mình đang kích ATK 50% rồi mình kiếm con quái bốn các bạn. Đây nha, thì tốt nhất các bạn săn á thì các bạn nên bay gần lại đó, gần lại, tránh cái trường hợp mà bị cướp quái gì kia đó thì nó hơi lu bu. Quên bà con rồi, mình khoan mình xóa hết rồi đó, thì mình đây ok xì bông ba là hết. Đây nha, bắt đầu săn đó, đồ hơi cùi
Nói chung đồ cùi nhưng mà cũng được, 88, 5x. Hơi thốn năng lượng, kệ luôn. Đây không có gì hết. Chủ yếu là mình sang chơi cho vui. Đi cái event này mình cũng hên là mình hên coi mình mở được cái gì. 600 game, được, 88. Cũng mong được nhiều lắm, giờ còn 700 mấy game mà các bạn. Có chợ tốt đó kìa, trời đất ơi, mới xài hết. Mới xài hết cái game ép lính, giờ ra chợ tốt. Chán thiệt sự. Ôi giời đất ơi. Cái chợ tốt chết tiệt luôn á. Ê. Thật sự mà chán thì có mới xài hết game ép lính đó thì ra cái chợ tốt. Không có thấy thông báo gì, thấy bí cường gì hết, chán thật sự. Cái trang ít kiểu như không chịu đọc sự kiện các bạn, kiểu như không biết sự kiện bí ẩn này kia thì lâu lâu nó ra một lần không có để ý. Đó thì vô tình em vô tình bước qua chợ tốt. Mua được dòng hào quang thôi các bạn. Mua được dòng hào quang thôi chứ không mua được cái gì nữa. Kiểu như cái hộp này nó giới hạn một ngày 20 hộp đó bạn. Nhưng mà kiểu như bây giờ 9 hộp rồi. 9 hộp và kiểu như 2, 18. Mình sẽ săn tới 18 thì nó sẽ không ra nữa. Dù các bạn đánh bao nhiêu cũng vậy thôi. Tại vì một lần nó ra của quái 3 là 3 hộp. 600 game. Một lần là 3 hộp. Thì tới 18 nó sẽ ngừng. Tại vì nó không thể nào mà nó qua được mức 21 rồi. Các bạn phải đánh lại con quái 2. Đó. Đây mình sẽ dùng năng lượng này cũng không nhiều. Ngày hạt này xong được cỡ, nếu mà có kích bét báo lên khoan chắc được 7 quái. Bét báo lên thì giờ có bét báo cố gắn năng lên level 10 đi. Nó đang bị cùi các bạn, mới level 2 mà lỡ mình quên mình kích một lần. Phải chi mà có hôm nay thì mình kích con ăn này cũng đỡ, nhưng mà nó cũng không chả làm được gì cả nhiều, đỡ một tí. Một cái ok ổn, không có lỗ, không lỗ, lỗ năng lượng tí, được. Hạt đồ xăng là không cao, quậy ngon. Ôi, mình thấy quánh quái 3, quái 4 cũng không được gì nhiều. Ok. Thế mà, cứ vẹn quá. Thế mà cậu cứ bảo là gì thế. Mình sẽ đi à, 15 mà. Đi 3x nha, tại vì mình sợ cái trường hợp mà hột đam thằng nào hứa nào nó bay lại nó hốt mình. Sợ nào hứa nào nó bay lại nó hốt lắm. Thường sẽ dậy nhiều, 600, 2 hộp. Ôi, đáng lẽ nó sẽ không ra chứ nhỉ. Đáng lẽ nó sẽ không ra, nhưng mà ê, biết được, cái xui đi. Đấy, 82. Trời đất ơi. Đây phần chợ tốt các bạn, tham gia thì mình mua được dòng hào quang một lần. Nói chung là mỗi ngày các bạn được mua 6 lần nha. Mình cũng cần cái này nữa nhưng mà hiện tại là không đủ game, nếu mà mình mua thì nó không đủ. Đó, thì mình còn 9k game. Cũng may là mình có cái này. Đó. 12 tiếng nữa là nó sẽ ra cho mình. Cũng đỡ mình tốn khoảng thêm mấy chục nữa mình mua đó. Mua thêm dòng hào quang. Dòng hào quang thì mình đang bị kiểu như cũng cần để mà lên cái chén tím. Nhưng mà hết cái sự kiện này luôn thì mình chắc là mình sẽ thiếu 10 vòng lam nữa. Tức là hai cái tím lẻ hai cái lam. Rồi cây thật sự, nó lẽ mình mua được đống này nữa. Thảm cũng không đủ đi để mua nữa. Nó có chẳng đết gì cả. Hay thật sự. Với lại hình như cái sự kiện đó nó bị thiếu là kiểu như nó chỉ có 3 cái này thôi. Nhiều anh em thì đăng mình lên cái của rồng ngọc bích thì nó không có, thì nó thế rồi đấy.
Chuyện là thế đấy. Thảm không mua được luôn, tại vì hết hết game rồi, hết game rồi. Sạc này 200 mấy chục ca game lên hết trơn. Sáng 20 mấy ca game lận nhưng mà xài hết rồi. Nó còn 9 ca game. Đây các bạn bảo là tinh 6 cái nè, 6 cái nè, mua hết rồi. Tiếp theo là cái chương trình mở hộp. Ở đây thì hiện tại hộp nó cũng chưa có đầy hết, nhưng mà mình mở trước luôn. Đó, toàn là hộp quái 3, quái 4, quái 5 có luôn, nhưng mà mình sẽ mở quái 3 trước nha. Kiểu như mở từng hộp chứ không phải là full ít như thế này. Không lộn chết. Ok, mình mở luôn nha. Đó, ta sẽ có cái gì ok không? Nói chung hầu hết là ông chúa gì 400 game. Ok, 1k game nữa là 1k4 nè. Tăng tốc được tạm tạm. Mong là đừng có ra cái đếp gì vậy. Em bạn ơi, Tiger ơi, kiện 24 được 2 cái, ok. Chắc chết quá. Ok, được 2 cái dịch chuyển. Ở này chút mở. Đây. Ôi giời ơi, mong là ra lúa. Lúa đang thiếu các bạn. Mình đang thiếu lúa rất là nhiều. Mà lúa này mình nghĩ là đi xe xăng quái mò quá, các bạn có rỡ rất nhiều hơn. Các bạn hỏi là trời trời, quái một tân án gần chết rồi, không có xe xăng quái một. Thì ngày trước á, ngày trước thì cũng có đi rồi, nó có cái event của cái bang đó mình qua, thì nó có cái event là xăng quái một, nhưng mà trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi. Nó kiểu như bị chửi nhiều lắm các bạn, kiểu như trừ khi là xe xăng quái một thôi, chứ mà đi vô những cái event như đặt ra cái event mà xăng quái một á, những bạn mà vào trễ người ta chưa có đặt, nó bị tràn hộp các bạn, nó bị tràn hộp nhiều, nên cái event đó thường là người ta sẽ không chịu. Còn xe xăng quái một vẫn có nha, nhưng mà giờ mất tiêu rồi. 2 cái khiên nữa, ok. 2k4 game mà đúng không? 2k4 rồi quá, người ta nói 2k8 nha, người ta nói quá rồi. Bây giờ mình không thấy mấy cái xe xăng quái một nữa, chẳng hiểu sao. Mình thấy anh Tuấn vừa là lập ra cái guild làm event xe xăng quái một đó, thì mình thấy là lâu lắm rồi đấy chứ. Mình thấy lâu lắm rồi mới mới có cái xe xăng quái một. Trước cũng có đi rồi nhưng mà mình kiểu như mình chưa có lên viết 12 thì xăng một con chằng ai gì đó rồi nó lu bu lắm các bạn. Mở một lần phải chỉ được full như thế này nè, mình mở nó mau. Còn mà ngồi mà mở hộp không kịp nó, đừng nói chi mà xăng bấm mỏi tay luôn. Hello, hết gì vậy, không có cái gì ra hết á. Thường là đi xe xăng cũng nói chung á, một cái event á là nó cho các bạn nhẹ là các bạn muốn vào các bạn xăng giờ nào các bạn xăng. Còn cái xe xăng á thì nó đảm bảo nhiều hơn, nhưng mà cái thời gian nó quá ngắn các bạn. Nói chung thời gian nó ngắn, mình cũng từng đi rồi xe xăng. Mình đi xe xăng LDK gì đó tên đó, nhưng mà giờ cái xe đó mất tiêu luôn rồi. Thì tính cũng định đi cái xe xăng Dương Huy, nhưng mà bị chưa có đủ thời gian điều kiện này kia, nên năng lượng lúc trước thì cũng chưa có đủ. Với lại 2 khiên 24 đúng không? Khiên 03. Ok, lúa cũng được, nhưng mà nó hơi bị sida nha. Lúa đỡ đỡ đi kệ. Mình cần game mà nè. Trời trời, hợp quá. Chán liệt 3000 nhân thai. Đây mình rồi, hết luôn rồi. Ok, mình sẽ chuyển sang mở hộp quái 4 nha. Cũng còn 48 hộp. Ôi, có cái nịt, có cái nịt thiệt sự. Đây hết rồi, hết rồi, hết rồi.
khoảng trăm sáu mấy, mà mình đang là định lập cái, mình đang cố gắng mình tạo một cái kho đó. Bây giờ kho chưa thấy mà thấy còn anh mới sang quay 4 quay 3 đây nha. Tiếp tục mình sẽ mở hộp quay 4 đây, một hộp shit, trời đất ơi, ui sự thi luôn. Ok rồi, ít một vậy chán thiệt. Ôi bà ơi, phải nhức nách. Thôi nè, thôi còn đâu còn cái một với ba rồi ta, đâu còn hộp với ba không. Hay rồi, rồi thêm hộp nữa kìa, mình sẽ mở trước luôn mọi người, mở ra hết luôn rồi, ta sẽ mở quay lại nè. 3 ngày nhân hai cũng đỡ, đỡ mấy cái game xài. Ôi trời, còn 8 tiếng coi nhức nách. Ôi giời, game đây Toshida nha. Ủa rồi mở hả, nhức nách thiệt sự, lỡ tay lỡ tay lỡ tay rồi. Đâu đâu đó, đâu 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 đâu, ôi giời ơi, 3 x 2. Ok còn hơn 10 hợp nhất nè. Tạt tạt tạch hũ, chấm hỏi, hỏi chấm. Ê Vân ơi, xanh, hello hello, hổ lè mẹ thịt tịt. Rồi thua, thấy là thấy cái event nó cũng đỡ đỡ, nhưng mà chả có cái được đích gì cả, đỡ được mấy cái khiên, mấy cái khiên đổi tí năng lượng. Nói chung đi xe xăng thì thường các bạn sẽ cũng vậy vậy thôi, nó chung tay hên xui. Mà thường thì xe xăng nó sẽ ra một một loại quái, còn này thường nó sẽ ra là đủ loại, thì đi xe xăng ok hơn, đi event cũng được. Các bạn tham gia thì có thể nộp đơn mail R5 nha, thấy cũng đỡ, nãy giờ cũng được hơn 2-3k game nhưng ít cái khiên. Thấy xong tập này kệ, tháng có một lần các bạn, một tháng một ngày một lần, khoảng thời gian từ 0 giờ là bắt đầu và tới 22 giờ 50 phút là kết thúc sự kiện nha, kết thúc cái event. Thì bây giờ chuyển sang là chat auto để mà xác định ra. Chung thì mình cũng clip mình tới đây thôi, nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, cũng như là các bạn có thể tham gia cái guild thì hết mới đại hội chưa chưa xong nữa các bạn, thì trong hết đại hội các bạn nộp đơn nha, như 3 ngày đại hội mới hết 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 1 ngày, 2 ngày các bạn 3 ngày nộp đơn nha. Với điều kiện của guild này thì các bạn là phải mua cả đủ điểm là thứ nhất, đủ đủ cái nhiệm vụ nha, phải mua thêm nha, mua thêm mà kiểu như dư điểm rồi cũng phải bắt buộc mua thêm, mua rồi phá cũng được, phá nhiệm vụ cũng được, nhưng mà phải có mua thêm, không mua thêm bị đá nó làm sao, cái sao nữa là bị đá. Làm việc các bạn nha, chúc các bạn buổi tối vui vẻ.